Đây là game cuối cùng quyết định xem ai phải là người bao trà sữa. Chắc chắn là anh rồi. Còn lâu. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Chào mừng các bạn đã đến với một tập mới nữa nha. Các bạn ơi, hôm nay sẽ có một sự trở lại thật là đặc biệt của chị Lily. Chị Lily xin chào tất cả các bạn. Các bạn có khỏe không? Chị Lily rất vui vì được trở lại với Toy Station. Hình như cũng lâu rồi chị Lily mới có dịp xuất hiện ở trên Toy Station lại nha. Mặc dù là các bạn request chị Lily làm lại video rất là nhiều, nhưng mà chị bận quá cho nên là anh năn nỉ mãi cuối cùng cũng mới được. Hôm nay thì anh Khoai Tây và chị Lily sẽ chơi một bộ đồ chơi. Cái bộ này thì anh đã cố tình mua từ rất là lâu rồi, nhưng mà phải đợi mãi tới hôm nay thì mới quay được. Đây là bộ đồ chơi có tên là Tumblin' Minions. Yeah, yeah. Mừng quá. Ok, có thể nhìn sơ sơ là các bạn cũng đoán được đây là một cái trò anh không biết là tiếng Việt của nó là cái gì nữa. Em nhớ cái tiếng Việt của cái trò mà mấy con khỉ á, lúc mà mình rút cái cây đang rớt xuống là gì không Lily? Em cũng không nhớ nữa, hay mình cứ gọi tắt là đây là một trò chơi thử thách đi. Trời ơi sao em trả lời nó không có liên quan gì hết trơn vậy. Ý anh hỏi á, tức là nè em nhìn thấy cái này ha, thì bình thường anh thấy có một cái trò chơi như là có những cái que này nọ nó xiên qua, thì chúng ta thả mấy con khỉ vào và chúng ta rút ra đó. Thấy giống trò chơi rút gạch đó anh Khoai Tây. Trời ơi lại không liên quan nữa. Muốn cạn lời luôn. Chị Lily nó trở lại và lại hợi hơn xưa nha các bạn. Rồi ok thôi, tóm lại là bây giờ trước khi mà anh và chị Lily sẽ chơi bộ này thì anh sẽ giới thiệu sơ cho các bạn về cái bao bì cũng như là trong cái hộp này nó sẽ có cái gì nha. Có nghĩa là ok tạm thời Lily em tránh qua một bên nha. Ok. Rồi, đây là mặt trước của bộ đồ chơi có tên là Tumblin Minions from the makers of Tumblin Monkeys. Đó, phiên bản gốc của bộ đồ chơi này là những chú khỉ nha các bạn. Thì chúng ta sẽ rút que ra và những chú khỉ sẽ rớt xuống. Nhưng mà đây là phiên bản Minions, đến từ một hãng đồ chơi rất là nổi tiếng luôn, Mattel. Don't let the Minions fall. Còn mặt sau của cái hộp này, ok, một số những hình ảnh minh họa. Rồi, mở cái hộp này ra thôi. Ok, xem nào. Đây là một cái tờ hướng dẫn. Và đây là cái body chính của bộ đồ chơi. Wow, rất là nhiều bộ phận. Quá đẹp luôn. Rồi, bây giờ anh sẽ lắp ráp luôn. Ở đây chúng ta có một cái tên lửa rất là hoành tráng luôn các bạn. Ở trên đầu này thì sẽ có một cái thiết bị để mà quay chọn màu. Chúng ta sẽ xoay cái này. Đó, các màu sẽ được chọn. Còn đây là rất là nhiều những cái que. Có 3 màu tất cả nha các bạn. Màu xanh dương, xanh lá cây và màu vàng. Ok. Tiếp theo là rất là nhiều những nhân vật Minion nhỏ xíu. Nhưng bạn Minion này đang cầm một cái cờ lê và đang đeo trên người một cái sợi dây thừng. Chắc là đang chế tạo cái tên lửa này. Chúng ta có 3 mẫu những bạn Minion này khác nhau tổng cộng. Một là bạn này. Mẫu thứ hai, bạn này có một mắt thôi nè. Và mẫu thứ ba, quá là dễ thương. Trước khi chơi thì chúng ta cần phải set up một xíu. Bước đầu tiên nha các bạn, chúng ta sẽ trộn những cái que này lên. Rồi, và sẽ ngẫu nhiên chọt những cái que này xuyên qua cái tên lửa này luôn. Rồi, sau khi xỏ xong thì chúng ta vẫn còn dư lại được mấy que. Đây các bạn nhìn xung quanh nha. Chúng ta hãy cố gắng xỏ như thế nào đó mà không còn một lỗ nào trống hết. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ gỡ cái nắp này ra. Dạ, cứng quá, đáng lẽ phải gỡ cái nắp này ra trước chứ. Đây rồi, ok. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt thả những bạn Minion vào đây. Thả đại thôi các bạn, thả từ từ thôi. Đó. Và tất nhiên là những bạn này sẽ bị vướng lại những cái que. Và đó là mục đích của cái trò chơi này đây. Đó, chúng ta cứ thả vào, thả ngẫu nhiên vào các bạn. Sẽ có những cái bạn Minion sẽ rớt xuống đây. Chúng ta sẽ lụm lên và thả vào tiếp luôn. Đó, thả cho tới khi nào mà không còn bạn nào rớt xuống dưới cùng nữa thì thôi. Ok, và sau khi là không còn một Minion nào rớt xuống nữa thì chúng ta sẽ đậy nắp lại thôi. Một setup hoàn hảo đó là khi mà chúng ta cầm cái tên lửa này mà lắc như thế này nè. Đó, các bạn sẽ không thấy những bạn Minion nào rơi xuống cả. Đung đưa thôi. Trò chơi này chúng ta có thể bắt đầu bằng 2 hoặc nhiều người. Đầu tiên thì chúng ta có thể quẳng tù xì để chọn ra ai đi trước, và tới phiên ai thì bước đầu tiên người đó phải xoay cái đỉnh này của tên lửa để chọn ra một màu ngẫu nhiên. Rồi, ok, ví dụ như vậy là anh chọn màu xanh dương nè. Nhiệm vụ tiếp theo của anh Khoai Tây đó là phải rút ra một cái cây màu xanh dương, ví dụ như thế này. Và khi rút ra này, nếu mà chúng ta khéo léo thì sẽ không có minion nào rớt xuống, nhưng mà độ khó sẽ càng tăng lên và chắc chắn sẽ có một số minion sẽ rớt xuống đây. Và cứ như vậy xoay vòng từng lượt của mỗi người chơi. Cuối cùng khi không còn một minion nào ở trong cái tên lửa này thì người chơi nào làm rớt nhiều minion nhất sẽ coi như là thua cuộc, và tất nhiên người làm rớt ít hơn sẽ là chiến thắng. Đó, luật nó đơn giản vậy thôi mà chơi rất là vui nha. Ok Lily ơi, bây giờ mình chơi luôn đi. Rồi, chị Lily quay trở lại đi, chúng ta sẽ tiến hành chơi cái trò chơi này. Ok, chị Lily đã quay trở lại đây. Rồi, nãy giờ là anh giải thích hết rồi đó, em có bắt đầu hiểu cái trò chơi này chưa? Ủa? Nãy giờ em có nghe gì đâu. Cái gì? Cái vậy? Nãy giờ anh giải thích hơi bị nhiều luôn á, ngồi đâu mà không nghe. Nãy giờ em ngồi ngủ gật á. Trời ơi, đau khổ quá. Bao nhiêu bạn đang coi video của anh Khoai Tây mà chị Lily ở đây ngồi ngủ gật, không thể chấp nhận được. Tức là túm lại là nãy giờ là em không có hiểu gì luôn á hả? Không biết chơi thì sao luôn á đúng không? Em đoán là mình rút ra thôi. Rồi ok, bây giờ anh sẽ giải thích lại cho em một lần nữa thôi nha. Ráng chăm chú lắng nghe nha, tại vì sẽ liên quan tới sống còn đó. Ok. Rồi nha, đầu tiên ha, em sẽ thấy mình có cái này là một cái tên lửa. Người làm rất ít minion hơn thì sẽ thắng. Đó, trò chơi có đơn giản vậy thôi à, hiểu chưa? Ok, get it. Let's go. Ok, nhưng mà khoan nha. Tất nhiên là mình chơi vui là một chuyện, nhưng mà để cho tăng thêm phần hấp dẫn thì chắc cũng phải có một cái hình phạt gì chứ nhỉ? Em nghĩ là ai thua thì phải bao người kia uống trà sữa. Nghe hấp dẫn nha. Rồi, đồng ý luôn. Nhưng mà phải là trà sữa 50.000 đó nha. Ý anh Khoai Tây là trà sữa sang chảnh đó hả? Thì chứ sao? Để tăng độ hồi hộp cho game này mà. Thua là phải trả giá đó. Nhưng mà mình sẽ chơi bao nhiêu lượt vậy anh Khoai Tây? Ok, bây giờ mình sẽ chơi 3 lượt đi. Ai mà thắng 2 lượt trước thì coi như là thắng chung cuộc luôn. Ok? Ok. Rồi, bắt đầu thôi. Quên nữa, trước tiên tủ xì đi, tủ xì đi. Ok. Ok. Anh tủ xì ra cái gì ra cái này? Anh tủ xì ra cái gì ra cái này? Yeah. Ok, như vậy là anh sẽ đi trước nha. Đây, đầu tiên anh sẽ xoay cái này. Đà đà đá, màu vàng nha các bạn. Giờ có cái trên này nha. Oh my. No. Yes. Ta-da. Rồi, bây giờ tới em á Lily. Khoai Tây hay quá ta. Hay quá. Chị mới là cái đầu tiên thôi, nó rất là dễ. Trong lúc quay làm rớt một minion luôn. Chưa cần rút nữa. Nè thôi đó, rồi coi như là em bị rớt một cái nha. Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, thật là không công bằng mà. Anh thấy rất là công bằng luôn á. Rồi tiếp đi. Ủa em phải rút nữa hả? Quên, coi như là vậy là em quay được màu xanh lá cây. Rồi em rút cây màu xanh lá cây đi. Ok, em sẽ rút cây ở trên đầu. May quá. Ok, vậy là coi như là chị Lily đã bị 1 điểm. Rồi, tới lượt anh Khoai Tây. 1, 2, 3. No. Rồi. Ok, vì đó một con luôn, để đây. Anh Khoai Tây sẽ rút cây màu xanh lá. Ok, màu xanh lá cây ha, để xem màu xanh nào. Đây rồi, đây rồi. Chan chan chan. Trời hay vậy. Ồ, mình xoay phải cẩn thận, trời ơi, đã bị 1-2 lần rồi mà không rút kinh nghiệm hả Lily? Rồi nè, rồi, màu xanh lá cây. Ok. 5, 4. Ok. No. Cái trò này. Anh Khoai Tây dở quá. Rồi, lại bị thêm một bạn nữa rồi. Nè, để bên đây đi cho các bạn dễ nhìn thấy tỷ số hiện tại của hai bên. Thì anh sẽ rút màu vàng đúng không? Màu vàng, má ơi, trên này dính nùi, dính chùm luôn nè. Rút vào đó đi anh Khoai Tây. No. Rồi, anh thấy rồi. Tới lượt em nha. Màu vàng là màu yellow đó. Màu vàng rất là căng thẳng vì có rất là nhiều minion treo trên màu vàng. Thôi em chỉ có 5 giây thôi, không nói nhiều đâu. 5, 4. Thôi rút lại. Yeah. Trời ơi. Đây, rớt một phát 3 em luôn. Tèn tèn. Chúc mừng nha, chúc mừng. Ok, màu xanh hả? Đây, anh đã thấy rồi. Man. Chúng ta bị rớt một bạn ở đây nè. Để anh khều ra. Rồi, rớt có 1 thôi cũng không sao. Go. Quá là hên luôn. màu xanh lá tiếp. Yeah. Trời, khoai tây khéo tay dữ vậy. Màu xanh lá tiếp. Xanh lá tiếp hả? Ui, chỉ còn có 3 cây xanh lá cuối cùng thôi. Kỳ này chắc thua nữa. 5 4 3 2 một em. Đó. Ok, tiếp nào. Trời, lại xanh lá nữa. Chỉ còn có 2 cây thôi. Cây nào cũng treo rất là nhiều minion. Thì Lily rút đã dở mà còn quay cũng dở luôn. Rồi rút đi. Chỉ có 1 trong 2 cây thôi à. Không biết đâu. Rút cái nào rồi rút. Rút lại đi. Rồi xong luôn. 2 em lên đường. Ồ, chị Lily đã tính mở trang trại nuôi minion nè. Quá trời luôn. Mà chị Lily toàn rút que xanh lá thôi. À, tên khoai tây. Xanh dương. Trong cái game này thì chúng ta cũng có quyền xoay vòng vòng để xem tình hình nha các bạn. Miễn sao là đừng có đụng vô mấy cái que là được rồi. Yeah. Màu vàng. Đúng rồi đó. Đi. Đó, đúng rồi, rớt ngoài em nè. Màu xanh dương. Cực kỳ căng thẳng, anh nghĩ đây là lựa chọn tốt đây. Ok, chỉ có 1 em thôi, không sao. Xanh dương nhiều hơn, cái màu xanh dương nó nhiều hơn màu vàng cho nên là sẽ là xanh dương. Xanh dương thì xanh dương. Ok. Hai bạn này nắm tay nhau rớt xuống luôn. Xanh lá cây. Wow, ok, chỉ còn có 1 cái màu xanh lá cây duy nhất còn lại thôi. Thì rút luôn chứ sao giờ các bạn. Chúng ta chỉ còn màu xanh dương và màu vàng thôi. Xem ra màu xanh dương có vẻ rớt hơi bị nhiều. Thôi đáng ra màu vàng đi. Hay lắm nè. Vô màu xanh lá cây. Ok, xanh lá cây hết rồi cho nên là quay lại. Xanh dương. Em quay đúng dở luôn á Lily. Này nha, xanh dương cây ở cuối cùng thì có 2 bạn. Rút cái này ra là chắc chắn là bị trừ 2 điểm luôn. Đúng rồi. Còn ở trên này là một nồi luôn. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có cơ hội là rút xuống thì có thể rớt xuống mấy cái cây này và móc lại. Em đã quyết định sẽ rút cây này. Ok, nhắm mắt nào. 1, 2, 3. Quá giỏi. Chỉ có 1 bạn thôi, theo ra. Đâu rồi? Đây. Ok. Đây rồi. Màu vàng. Bây giờ thì chắc chắn là không thể nào mà rút một cây không có rớt nữa rồi các bạn ơi. Anh khoai tây rút cái cây trên này nè, nguyên một chùm luôn á. Anh để dành cho em á. Anh rút cái cây dưới này. Bởi vì có 1 bạn thôi. Đó, 1 điểm. Anh tiếp khoai tây sao may mắn quá ta. Trà sữa đang gọi mời. Màu vàng. Em quay á, cái lúc mà mình quay mình phải quay như nào, quay thẳng lên đúng không? Xoay vậy thì nó mới quay nhiều. Còn em gì đâu mà làm sao mà nó quay được. Bây giờ có cái cây này là nhiều nhất thôi. 2 cây này thì dân số như nhau. Rồi rút đại đi. Đây rút đại luôn. Đẹp. Trừ 2 điểm nè. Xanh dương. Sẽ rút dưới đây. Này. Xanh dương. The world is beautiful. Bây giờ chị Lily sẽ rút đại cây này nha. Yeah. What? Hên quá vậy. Trời ơi. Chị rớt ra có 1 bạn thôi. Trời ơi, vậy là 3 bạn này trên cái cây này luôn. Và xanh dương nữa là mệt rồi. Thực sự thì bây giờ ra cái gì cũng mệt hết chứ. Xanh lá cây, quay lại. Lá cây nữa. Nữa. Vàng. Oh yeah. À, đấy. Không cần phải suy nghĩ nhiều. 2 bạn thôi rồi. Hiện tại thì để anh xem nha các bạn, để lại gần lại cho các bạn xem. Màu vàng đang có thực chất thì cũng bằng nhau thôi, màu vàng hay màu xanh dương gì cũng sẽ bị trừ 3 điểm hết. Thực sự thì coi như là què đó thôi, nhưng mà mình phải làm cho đúng thủ tục. Rồi em quay đi. Ok, xanh lá cây, màu vàng rồi, màu vàng rút thôi, trừ 3 điểm đây. Anh khỏi cần quay nữa, cái cuối cùng là của anh rồi. Yeah, như vậy là chúng ta đã kết thúc game rồi các bạn. Kết thúc vòng 1 của game. Bây giờ sẽ tiến hành đếm số minion của mỗi đội nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Rồi, 13 minion. Ok, bây giờ đây là minion của đội chị Lily. Cùng đếm nha. 12, 13, Rồi. 14. Vậy là thấy thua rồi đó. 15, 16, 17. Vậy là thấy thua rồi. Ok, vậy là tỷ số rất rõ ràng rồi. 1-0 nghiêng về đội anh Khoai Tây. À các bạn ơi, chúng ta sẽ tổng cộng có cả thảy là 30 minion. Cho nên là nếu như bên nào rút ít hơn 15 minion thì mặc định là chiến thắng luôn rồi. Nhưng mà đó là trong trường hợp chúng ta chơi 2 người. Còn ví dụ như chúng ta chơi 3 người thì tất nhiên là nó sẽ khác. Và chơi 4 người, 5 người tương tự. Ở trên hộp thì họ có ghi là chơi từ 2 tới 4 người là vui nhất. Ví dụ như 5 người thì nó hơi đông nha các bạn. Còn nếu như 1 người thì... nó hơi tự kỷ. Kiểu như chơi xong rồi tự thua tự thắng. Rồi bây giờ anh với chị Lily sẽ setup một cái game mới và chuẩn bị cho vòng 2. Rồi, vòng 2 bắt đầu. Hồi nãy là em vừa thua đó, bây giờ anh cho em đi trước. Ok. Đây đơn giản. Ta đã xanh lá cây luôn. Yeah. No. Yeah. Ok. 2 minion luôn. Xanh lá cây. Đây. Ừ, trình độ có lên nha. Để phải hỏi. Xanh lá cây hả? Đi cái này đi. Ít nhất là chỉ bị có một em thôi. Màu vàng. Rút màu vàng đi. Rút cây này nha. Anh rút 4 lần là rớt đủ 4 bạn rồi đó. Anh thắng thêm một lần nữa là em thua luôn á. Em không cần phải nói nhiều đâu. Rồi hơn nha. Xanh lá cây. Rút ở trên đi em. Xem nha, nghe lời em luôn á. Yeah, chúc mừng. Thì cũng rớt có một bạn thôi, có sao đâu. Green. Oh my god. Ơi, cái khu này làm sao đây? Nhắm mắt rút đại. Quá là. Trời ơi. Ủa, hay vậy? Chỉ có một bạn thôi. Đông như vậy mà rút ra được có một bạn thôi đó hả? Yeah. Ở đây nha. Yeah. Khoan nha, anh thấy có một miếng màu vàng ở bên đây nha. Nhưng mà màu xanh dương nhiều hơn. Anh phải đừng có ăn da nha. Ok. Bây giờ anh phải tay phải quay được màu xanh dương mới có hy vọng là thắng nha các bạn ơi. Vàng đi. Một, vàng đi. Hai. Vàng đi. Ủa em đừng có trụ. Số trời đã định rồi. Rút vậy. 1, 2, 3. Oh my god. Hên quá, dính được lại 1-2 bạn ở đây nè. Okay. Thì bây giờ chỉ còn có màu xanh dương thôi đó. Thì mình khỏi quay. Màu xanh bây giờ mình, thôi. Mình khỏi quay luôn. Em rút thôi. Ok. Ê, bây giờ cho dù em có rút cái chùm này em vẫn ít hơn anh. 11, 12. 12. Hết rồi. Dư nguyên đóng luôn. Ok, trời ơi, tức quá các bạn ơi. Anh Khoai Tây đã rất là gần với ly trà sữa rồi. Tỷ số bây giờ là 1-1. Rồi, bây giờ mình set up game cuối cùng. Game cuối cùng này coi như ai thắng là thắng luôn nha. Ok, ai thắng là được 1 ly trà sữa nha. Người còn lại sẽ được 1 ly nước lọc. Game thứ 3 bắt đầu. Đây là game cuối cùng quyết định xem ai phải là người bao trà sữa. Chắc chắn là anh rồi. Còn lâu. Rồi bây giờ ai đi trước ta? Anh đi trước một vòng rồi, em đi trước một vòng rồi. Bây giờ mình vẫn tù xì lại cho công bằng đi. Vẫn tù xì ra cái gì ra đó. Gì? Trời ta sau mà còn bị thua. Trời ơi quay gì đâu mà cùi mũi gì. Một vàng. Hả? Yeah. Trời ơi, quá nhanh quá nguy hiểm. Màu vàng. Sao nhiều vậy? Xin chúc mừng. Hả? Thằng lá cây. Như. Ồ. Hết rồi. Chúc mừng anh nha, được 2 bạn luôn. Xui dữ vậy. Xanh. Xanh lá cây. Xanh dương rồi. Xanh dương. Xanh dương. Xanh dương. À, có vẻ như tỷ số đang bây giờ tới em hả? Rất là cân bằng nha. Ê, không có nhìn trước. Rồi, quay đi. Còn mỗi màu xanh lá cây không hả? Anh gian vậy? Vậy hả? Ok. Happy birthday to you, happy birthday to you. Rồi rút đi. No. Yeah. 4 điểm luôn. Đó, cái tội lanh chanh. Mười ba, 13, 14, 15, 16, 17. Thua rồi. Yes. Bữa nay chị Lily tốn 50.000 mua trà sữa chanh khoai tây rồi các bạn ơi. Cô vậy tức là em vô tiệm là em mua đúng 1 ly 50.000 chanh uống, còn em ngồi em nhìn miệng vậy hả? Không, em cũng phải uống chứ. Vậy tức là phải tốn hơn 50.000 đó. Ok, cảm giác của anh Khoai Tây sau khi mà chơi bộ đồ chơi này với chị Lily thì phải nói là rất là vui. Về hình thức thì cũng rất là đẹp nha các bạn. Và anh cũng nói thật luôn là anh chưa có chơi cái phiên bản mà khỉ của các bạn này. Nhưng mà anh nghĩ thì chắc nó cũng sẽ giống như vậy thôi. Cho nên nếu mà đánh giá chung về chất lượng và độ vui á, thì anh sẽ cho bộ này khoảng 8,5 trên 10. Còn em thì sao Lily? Em có cái cảm nhận gì về không? Em hả? Thật sự mà nói thì em thấy cái bộ này vui. Ủa, chỉ có vậy thôi hả? Có một chữ vui vậy thôi hả? Đúng rồi, vui, vui thôi. Ok. Bó tay luôn. Vậy đi. Được quay trở lại Toy Station cũng rất là vui. Ok, anh biết em vui rồi. Ok các bạn ơi, như vậy là một tập nữa trên Toy Station. Đến đây là hết rồi. Nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây và chị Lily một like nhá. Hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để trở thành thành viên chính thức của Toy Station. Anh Khoai Tây cùng với chị Lily và cả Cam Cam nữa sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt. Tạm biệt các bạn. Rồi, trà sữa đi, trà sữa đi. Ok, đây thì đây. Lẹ lẹ đi tao. Trà sữa bây giờ tối rồi. Đây mà anh chưa tắt máy kìa. Quên. Trời, giống như là mê trà sữa quá, quên tắt máy luôn rồi.